Mới đây trên báo điện tử Vietnamnet có đăng tải một bài báo với tiêu đề là thấy gì từ việc Vingroup đề xuất cơ chế hỗ trợ để phát triển cho ô tô điện. Và ngay sau đó là ý kiến bình luận của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tham mưu cho chính phủ. Bà cho rằng đề xuất này của Vingroup là rất nhỏ bé so với sự hỗ trợ của các quốc gia trên thế giới dành cho xe ô tô điện. Vậy điều này là một trong những tín hiệu tốt hay xấu? Doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Vingroup nói riêng có nên cần phải học cách hoàn toàn tự đứng trên đôi chân mình hay không? Chính phủ cần can thiệp những gì để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước tận dụng được cơ hội vàng trăm năm có một này? Dưới góc nhìn của một cá nhân thì ngày hôm nay mình sẽ đi sâu vào phân tích và chia sẻ cho các bạn về những vấn đề trên. Chào mừng các bạn trở lại với Auto Việt Nam. Đừng quên nhấn nút đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video clip mới nhất của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn. Trong cuộc họp với chính phủ và các bộ ban ngành giữa tháng 5 vừa qua thì tập đoàn Vingroup đã đề xuất xin thí điểm miễn thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ trong 5 năm với ô tô điện. Đầu tiên mình xin chia sẻ nguyên văn ý kiến phản hồi của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan tham mưu cho chính phủ như sau. Đề xuất này của Vingroup là rất nhỏ bé so với sự hỗ trợ của các quốc gia trên thế giới dành cho ô tô điện. Để một mũi tên trúng nhiều đích, vừa phát triển được công nghệ cao, vừa thúc đẩy được giao thông xanh, bảo vệ môi trường, chúng ta cần có những chính sách mạnh tay hơn nữa, từ miễn, giảm thuế, giảm phí cho doanh nghiệp cho đến hỗ trợ trực tiếp cho người tiêu dùng. Từ phía chính phủ thậm chí còn nên ưu đãi nhiều hơn, không chỉ là thuế, phí, nhất là cho với những phương tiện công cộng chạy điện. Đặc biệt, nhà nước rất cần hỗ trợ về mặt hạ tầng sạc điện. Thứ nhất, cá nhân mình cho rằng việc xin đề xuất hỗ trợ từ chính phủ của một doanh nghiệp Việt là điều hết sức bình thường và ngược lại, nó còn cho thấy những tín hiệu rất tốt bởi vì khi đó doanh nghiệp đã biết mình đầu tư đúng hướng, cần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để vượt qua phát triển một cách nhanh nhất. Vì thế chẳng doanh nghiệp nào mà không đi xin cơ chế chính sách của nhà nước. Cái quan trọng nhất là nó có đủ tầm, đủ ảnh hưởng tới tương lai nền kinh tế của đất nước hay không. Thứ hai, để trả lời cho câu hỏi doanh nghiệp Việt Nam nói chung và Vingroup nói riêng có nên cần phải học cách hoàn toàn tự đứng trên đôi chân mình hay không? Chính phủ cần can thiệp những gì để hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước? Mình xin chia sẻ và phân tích câu hỏi trên như sau. Người xưa đã có câu một con én nhỏ chẳng thể làm nên được mùa xuân. Dân tộc Việt Nam ta từ trước đến nay có truyền thống yêu nước nồng nàn. Cùng là đồng bào đồng chí thì nhất định chúng ta phải luôn luôn đoàn kết để chiến thắng mọi kẻ thù, giúp cho đất nước vươn tầm sánh ngang với các cường quốc Nam Châu. Đó là những gì mà chúng ta đều học được từ những lớp vỡ lòng. Chính vì thế mà các doanh nghiệp Việt nói chung và Vingroup nói riêng là một phần không thể tách rời của hệ thống kinh tế đất nước, tạo ra hàng triệu công ăn việc làm mỗi năm, ổn định tình hình an ninh chính trị ở địa phương, đóng góp cho ngân sách nhà nước mỗi năm hàng tỷ đô la. Tất nhiên là các doanh nghiệp Việt nên tự lực tự chủ đứng trên đôi chân mình, chứ không phải là cái gì cũng ngửa tay đi xin. Để rồi khi tách rời khỏi bầu sữa mẹ thì doanh nghiệp không thể nào cạnh tranh nổi ở trên thị trường. Nhưng một khi doanh nghiệp ấy đã có đủ nền tảng, tiềm lực vững chắc, cần xin thêm những cơ chế chính sách để đẩy nhanh sự phát triển, thì cá nhân mình cho rằng là nhà nước cần ủng hộ và nhanh chóng thông qua những đề xuất để đưa vào thực tiễn. Chúng ta đi làm ăn kinh tế thì cũng không khác gì đánh giặc cả, cần phải chắc chắn nhưng cũng cần nhanh chóng rút gọn. Bởi vì thị trường thay đổi theo từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây, chậm chân là đánh mất cơ hội vàng để phát triển. Ở trên thế giới thì đối với những doanh nghiệp sản xuất, chính phủ còn khuyến khích việc doanh nghiệp đề xuất xin thêm những cơ chế chính sách để phù hợp với tình hình thị trường, chứ không để diễn ra tình trạng con đói mẹ mới cho ăn. Quay trở lại với câu chuyện xin đề xuất cơ chế dành cho ô tô điện của Vingroup, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan còn chia sẻ thêm rằng để một mũi tên trúng nhiều đích, vừa phát triển được công nghệ cao, vừa thúc đẩy được giao thông xanh, bảo vệ môi trường, các quốc gia đều có những chính sách rất mạnh tay, từ việc miễn, giảm thuế, giảm phí cho doanh nghiệp cho đến hỗ trợ trực tiếp cho người tiêu dùng. Đặc biệt, nhà nước rất cần hỗ trợ về cơ sở hạ tầng xe điện. Hầu hết các nước trên thế giới, hạ tầng cơ sở trạm sạc điện đều do nhà nước xây dựng và phát triển, bà Phạm Chi Lan nói. Theo các chuyên gia, việc Vingroup bước chân vào lĩnh vực sản xuất xe điện cho thấy sự trưởng thành và bản lĩnh của doanh nghiệp Việt bắt kịp xu thế phát triển công nghiệp, công nghệ toàn cầu. Nhưng chỉ trông chờ vào nguồn lực của doanh nghiệp thì sẽ rất khó có thể làm nên chuyện lớn, nhất là khi chi phí và sự tiện lợi vẫn đang là rào cản khiến người tiêu dùng chưa sẵn sàng để chuyển sang xe điện. Một ý kiến khác của chuyên gia ô tô Lê Thọ Phú chia sẻ, đề xuất của Vingroup là hoàn toàn không phải là sự đòi hỏi quyền lợi riêng, bởi các chính sách nếu được thông qua cũng sẽ được áp dụng cho tất cả các nhà sản xuất, kể cả các hãng xe nước ngoài tại thị trường Việt Nam. Hưởng lợi cuối cùng vẫn là người tiêu dùng khi chi phí sở hữu xe giảm xuống. Sự lên tiếng của Vingroup cho thấy trách nhiệm của doanh nghiệp với sự phát triển chung của đất nước khi thời cơ ngàn năm có một đang mở ra phía trước.
Với những ý kiến của các chuyên gia tham vấn cho chính phủ thì cá nhân mình cảm thấy rất vui mừng khi giờ đây chúng ta đã thực sự phản ứng rất nhanh nhạy với tình hình thị trường quốc tế. Mình tin chắc với những sự vào cuộc của các bộ ban ngành và các chuyên gia và cả sự đóng góp không ngừng nghỉ của các tập đoàn doanh nghiệp, nền kinh tế của chúng ta sẽ phát triển một cách vô cùng mạnh mẽ, bứt phá nhưng cũng đầy chắc chắn, bởi vì chúng ta hướng tới phát triển nông nghiệp và công nghiệp là ngành kinh tế chủ lực chứ không phải là ngành kinh tế khác. Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.